chào mọi người nhá. Mọi người hôm nay mình đang có mặt ở tại một cái quán mà nó rất là nổi tiếng ở Vĩ Yên, Vĩnh Phúc ấy, một quán bún bò Huế truyền thống. Thì một bà chị mình ở trong Huế ra đây bà ấy mở quán ấy. Hôm nay mình sẽ vào mình khám phá, nhưng mà cái mô hình quán bún bò Huế này nó sẽ có cái thiết kế và chế biến nguyên liệu món ăn nó như nào nhé các bạn nhé. Các bạn cùng khám phá mình. Mà đây mình hiện tại mình đang ở quán bún bò Lam Hạnh ấy. Bún bò Huế là Lam Hạnh đó. Quán này là quán rất là ngon đấy. Đấy, bà chị mình bà làm mà rất là, nhưng mà mình giá bình dân thôi, nhưng mà rất là thành ngon và đặc trưng của hương vị của Huế. Đấy, thì hôm nay mình sẽ vào mình khám phá cái quán này xem mà bà ấy chế biến như món truyền thống ở miền Trung nhà nhé các bạn nhé. Đấy các bạn, đây là mình đi mới qua về cái thiết kế không gian quán này các bạn này. Đấy, nhìn trông rất là sạch sẽ và gọn gàng ấy. Đó, vào cái là nhìn có cảm tình luôn các bạn ạ. Đó, em chào chị ạ. Đấy, giới thiệu các bạn, đây là bà chủ quán đấy các bạn. Đấy, làm từ sáng giờ mới được ấy đấy, được rảnh tay đấy. Đấy, chị sáng nay có chỉ bán được bao nhiêu suất gì? Chắc là tầm hơn 200 tô. Hơn 200 tô cả. Tô là khoảng bao tiền gì? À, bình thường 35 nghìn. Đấy, 35 nghìn một tô các bạn. Đấy, hôm nay bà bán được 300 tô là hôm nay doanh thu hôm nay là rất là đỉnh đấy. Đấy thì đây mình chỉ đi qua cái khu mà bà ấy làm đồ ấy. Đấy các bạn. Thì ở quán mình thì có những món gì đấy? Bún bò Huế này. Phở tái này, bún chả nướng này. Đấy thì bún bò Huế là cái món mà đặc biệt nhất ở quán đúng không nhỉ? Cái đấy thì chị học công thức làm ở đâu ạ? Học ở dưới ông anh ấy, thì ông làm gần 20 năm dưới Hà Nội rồi. Gần 20 năm rồi. Thế là cái công thức đấy 800 tô. Thế là trước thì ở làm đấy thì về đây thì mới chồng ở đây. Chị người hải hậu năm đây. Trước thì đi theo anh làm ở đấy mới chồng về. Lúc này về đây mở thế này. Vâng. Ở Hải Hậu Nam Định cũng nổi tiếng với phở bò đó. Phở Nam Định. À, thế chị cũng chị cũng làm có phở bò đúng không chị? Thì trên này dọc đường này phở Nam Định nhiều rồi. Thì thôi mà bún bò Huế là thanh niên là ăn. Không, em thấy bún bò Huế là nó ở về Vĩnh Phúc này cũng ít quán đấy. Ít quán có đâu. Vâng. Mấy anh trong miền Nam ra bảo đi tìm mãi mới thấy quán em bún bò Huế. Thì cho em hỏi là cái bún bò Huế đấy thì mình sẽ lấy nguyên liệu nhập nguyên liệu ở đâu? Nguyên liệu chủ yếu là chính của nó là mắm Huế, thì phải mua từ trong Huế gửi ra. Phải mua hàng trong Huế ra. Huế xin ra. Thế còn cái nguyên liệu bánh phở đấy là mình nhập ở đâu ạ? Bánh phở thì ở Vĩnh Yên thôi. À vâng. Thế là cái nguyên liệu chính là mình phải nhập từ trong Huế nhập ra. Từ trong Huế. Đấy các bạn ơi, cái nguyên liệu mình phải nhập tận trong Huế đấy các bạn ạ. Đó thì chị làm thêm một tô bún bò Huế. Chị làm rồi. Vâng. Thế em đâu chị để đâu ạ? Đây. À đây các bạn, đây mình ở đây. Đây là gà. À, vâng, chị làm cho một tô bún bò Huế đặc trưng luôn. Đấy thì mình đã bảo chị làm cho mình một tô bún bò Huế đặc trưng này, mình sẽ review xem mà nó thành phần nó có những cái gì nhé các bạn. Đây các bạn ơi, đây là những cái biển ở đây, những cái cầu trong mùa đấy. Thì rất là hay đấy, mình chỉ trèo đây. Đấy, không bao giờ hết việc thì sợ không biết việc mà làm. Đấy. Hôm nay là có mấy bạn đi tham khảo hẹn trong hôm nay mình chỉ đang đứng về để ăn, có hơn 10 bạn qua ăn đây rồi. Vâng. Các bạn ơi. Đây mình thấy quán, không gian quán nhìn rất là bắt mắt và rất là thoáng mát, sạch. Nó có hai cái máy lạnh này chị là để cho mình ở đây có cái chi tiêu khoản các bạn. Khám phá cái mô hình chị thiết kế đó. Đấy, vì ví dụ sau bà là có ý tưởng mà quán ăn hay mà quán bán hàng gì đấy. Đấy thì chị sẽ thiết kế mô hình này, mình có thể mình học hỏi mình làm theo ấy. Đây là một cái tủ chị để đồ nước uống ấy. Đấy, nước uống tủ lạnh ấy các bạn. Đó. Mà mình thấy bàn ghế đây là rất là sạch và đấy, rất là toàn gỗ đấy, toàn gỗ chất lượng ấy, không phải là toàn bằng cái đất tiền đấy, mình bắt mắt, rất là không gian rất là bắt mắt và rất là sạch. Còn đây là cái tô phở mình có em,
không phải gà mình gọi đấy, thì xem lấy nước dùng, mình lấy nước dùng chị pha là rất là chuẩn luôn, nước dùng này nước mình chuẩn vị luôn đấy. Còn đây là những gia vị cho mình ăn kèm này đấy, có cả măng này đó, thì đấy, các bạn nhá, mình thấy không gian quán của chị rất là nổi bật đấy, rất là ưng ý ở Việt Nam đó các bạn ạ. Có cả hai cái cây này cho không gian nó trong lành hơn đấy. Đấy thì đi qua một chút về cái giá của cái đồ ăn ở đây ấy, thì đây có bún này, phở này, bún thì 35.000 một tô, còn bún đặc biệt là 50.000, con rang dưa bò đấy, nó phở gà, phở đùi, miến, cái ngan chặt đó các bạn đấy, thì rất là nhiều đồ ăn, đồ ăn nó rất là đấy các bạn đấy. Còn đây là cái tô mà bún bò, bún bò đấy các bạn nhé, bún bò, bún bò đây đấy, tô bún bò, bún bò mình đây mình gọi đây, nó có một cái chân chân giò này đó, có bò này rồi thịt lợn, đây là tô 35.000 nhé các bạn đấy, thì có sợi bún, sợi bún đặc trưng và nước dùng, và đây là gia vị kèm theo là có chanh là này, rồi thì lá các loại rau sống đó các bạn đấy, mình thấy quán rất là đấy, quán rất là quán này là quán nói chung là quán rất là tiềm năng đấy, không gian rất là đẹp. À, rất là khách ở đây đấy. Đó nha các bạn nhé. Đó thì mình xin kết thúc video, chào các bạn nhé. Chị ơi cho hỏi là cái quy trình chế biến nguyên liệu từ mình nhập nguyên liệu và cho đến lúc mình chế biến thành món ăn ấy, thì mình nó có những cái khâu nào? Nhà chị nguyên liệu trước tiên ấy, là sáng ra là 3:30 là phải giao thịt bò với gà để chị tươi ngon. Đấy, xong bắt đầu chị luộc. Thế thịt bò là mình mua ở chợ hay là? Mua thịt bò là chị lấy từ mỗi nhà họ chuyên giết mổ uy tín mấy chục nay ở Vĩnh Phúc rồi. Và giao sáng nào cho các quán đấy tươi, xong về mình luộc, xong chế biến, còn nước dùng là xương chị hầm bắt đầu chiều nay, xương hầm các loại củ quả là chị phải ép ra để sáng mai là chị cho vào nước dùng, thì nước dùng mới ngọt đậm, không còn mì chính nó ngọt, độ ngọt nó đậm ngon, nó tự nhiên. Rau thế sáng ra là 5 giờ là chị ra chợ thì lấy rau sống thành thì phải tươi hết, gà thì chị có cả gà thế. Sáng ra là có ngon, chị là chị chuyên làm gà hay gà ngon nên người ta giao từ nhà chị tất cả đồ là cũng tươi ngon hết. Thế là thế là mình nhập từ cái địa điểm những địa chỉ và mình quen biết hết rồi chị. Quen biết rồi, là những nhà uy tín rồi, uy tín lâu năm họ chuyên bỏ cho các nhà hàng đồ tươi ngon. Thế là... quen biết chứ không dám nhận những cái thực phẩm nào mà mình không quen biết. Đấy, thế thì cho hỏi là cái trung bình từ lúc chị kinh doanh đến bây giờ thì tháng một ngày mình bán được khoảng bao nhiêu tô nhỉ? Nhà chị thì đấy một ngày sắp xỉ 200 bát, nhà chị tô sáng ra chỉ bán buổi sáng, vì chỗ nhà chị thì chỗ địa điểm này kiểu là chỗ để xe nó không được, có rộng nên là nhiều người bảo đấy, nhưng có bác bảo vòng 5 vòng quanh mà cũng không dựng xe được mà để ăn tô bún, nên là mức độ bán thế thôi, vì chị cũng không thuê người nhiều, chỉ có chị cũng một cô làm thôi, nên chỉ làm như thế thôi, không làm được thôi. Mẹ lắm, làm hàng ăn để vất nhiều thứ lắm đấy, hai chị em vừa mới phải làm hết 20 cân măng, muối măng này, mỗi một lần cứ tầm nhà chị là 5 ngày là muối tầm gần 20 cân măng, muối măng rồi là tỏi tiêu bác cũng tự làm hết, rồi sa tế nhà chị rồi tất cả rồi gia vị thứ nhà chị toàn tự làm, không mua sẵn, một số quán mua sẵn ở nhà thì chị lấy tất cả rồi khi làm thế thì nó sẽ đảm bảo chất lượng hơn đúng không? Mình làm sạch sẽ, mình rửa sạch nước cuối nó ngon. Vâng. Không như người ta làm, người ta bán kia thì giá cả nó cạnh tranh, thì
rẻ hơn một tí nhưng mà nó không đảm bảo chất lượng mọi người. Thế là thường thường là khoảng mấy giờ thì mình bắt đầu công việc của mình ạ? Sáng là 3 giờ sáng là chị bắt đầu ra quán, mở quán là bắt đầu chị bật nước là luộc gà, luộc thịt rồi 3 giờ sáng. Chồng thịt là 2 giờ ra lấy thịt rồi bắt đầu là 3 giờ sáng. 2 giờ đã phải làm rồi. 2 giờ chồng thịt ra lấy thịt bò, lấy gà về bắt đầu là chị luộc. Nhưng nhà chị cứ 5 rưỡi là bắt đầu có đồ ăn. Vì 5 rưỡi là có rất nhiều người họ đi làm sớm đấy. Thế thì khá vất nhỉ chị nhỉ? Vất đó. Thế là buổi tối thì khoảng mấy giờ thì mình bắt đầu kết thúc công việc? Chị đến bán hàng thì đến 1 giờ chiều là chị kết thúc công việc thôi. Thế là tối chị không bán ạ? Tối chị cũng không bán được, vì tối về là chị mình luộc móng giò với chị làm hành tỏi ép ra nước thứ để phủ quả là để dùng á. Nhưng mà như thế là mình vẫn phải liên quan đến công việc đúng không nhỉ? Vẫn liên quan công việc, nói chung làm suốt ngày. Nhưng mà cả ngày là làm ăn này như kiểu con lợn này. Vất đúng không nhỉ? Vất. Thế thì em chúc chị và anh chị gia đình gặp nhiều may mắn và thành công hơn. Cảm ơn em nhá. Chào chị ạ. Chào tất cả mọi người.